khắp các diễn đàn mạng đang xôn xao những đoạn clip ghi lại pha truy đuổi căng đét giữa công an và tài xế ô tô 16 chỗ. Diễn biến được đăng tải cho thấy sự việc xảy ra tại một cây xăng. Sau tiếng nói của người đàn ông vọng vào trong clip, xuống nhá, chiếc xe ô tô bất ngờ lùi về phía sau và đâm đổ trụ bơm xăng. Ngay lúc này thì hai đồng chí công an lao tới và cố mở cửa, đấm vào bên trong kính xe yêu cầu tài xế dừng lại. Tuy nhiên thì đối tượng bên trong hết sức ngoan cố, đánh lái và rồ ga chạy mất. Lúc này tại hiện trường có rất nhiều người chứng kiến, cả nhân viên cây xăng và khách mua hàng. Theo thông tin từ những người đăng tải thì vụ việc xảy ra tại thành phố Quảng Trị và cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra.